Mới đây, Jawa đã giới thiệu tới công chúng phiên bản xe năm 2018 nâng cấp của XJ. Điểm đáng chú ý nhất trong dòng sản phẩm của Jawa XJ 2018 mới chính là phiên bản cao cấp nhất, XJA575. Bởi vì biến thể này mạnh mẽ tới 567 mã lực và 700 Nm moment xoắn cực đại nhờ động cơ tăng áp V8 5.0 lít của Jaguar Land Rover, tăng 24,6 mã lực so với thế hệ trước. Chiếc sedan thể thao sang trọng chỉ cần 4,4 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trước khi cán tới vận tốc cực đại 300 km/h. So với Mercedes-AMG S65 sử dụng động cơ V12 mạnh mẽ hơn, XJA575 vẫn chậm hơn 0,1 giây và khoảng cách của XJA575 với BMW 760 Li xDrive là 0,5 giây. Jaguar chia sẻ rằng phiên bản thể thao của XJ 2018 có thể được cung cấp với thân xe tiêu chuẩn và sẽ có sẵn trong hai màu ngoại thất độc đáo, xanh Velocity Blue và xám Satin Chorus Gray. Bên trong xe, phiên bản cao cấp nhất của XJ 2018 được trang bị ghế ngồi trang trí họa tiết kim cương, cùng các tùy chọn màu da bọc ghế cũng như nội thất Ivory Z và ZZ. Sự tinh chỉnh trong khoang cabin được kết thúc với việc bổ sung logo 575 và tấm kim loại dập nổi con số 575. Về các tính năng an toàn, Jaguar XJA575 2018 nhận được khá nhiều công nghệ hỗ trợ lái như nhận dạng phương tiện phía trước, kiểm soát làn đường, giám sát tình trạng của lái xe và hệ thống phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ. Jaguar đã chính thức mở cửa cho các đơn đặt hàng của XJ 2018 tại khắp các đại lý bán lẻ ở Anh Quốc, với giá bán khởi điểm từ 59.995 bảng Anh.